Các bạn thân mến, hiện nay thì gió biển đang có mặt tại các khu khách sạn hotel của bãi biển Quất Lâm. Vào thời điểm này thì rất là nhiều những cái khách sạn hotel nhà nghỉ bỏ hoang, nhưng gió biển thấy một cái khu vực này không biết là khách sạn hay là như thế nào, nhưng mà nó hoang tàn vô cùng. Gió biển sẽ vào đây khám phá để chia sẻ mọi người xem có những cái điều gì thần bí không mọi người nhé. Hiện nay thì gió biển thấy nó rêu phong vô cùng, và đây là cái cổng của khu vực này. Mọi người thấy đó, ở ngoài này chỉ có nào là chăn rồi quần áo, và thậm chí cái khu vực sân của cái khách sạn này hiện nay đã bị cỏ mọc tùm và không không thể thấy cái sân của khu vực này luôn. Nó hoang tàn đến mức độ như vậy. Khu nhà nghỉ này được xây dựng 2 tầng và được sơn màu vàng. Hiện nay thì mình thấy rằng là cái mái nó đã bị mất rồi, và cảm giác nó gần như một cái khách sạn ma vắng vẻ. Nếu như cho một bạn nào vào đây vào buổi tối, mình nghĩ rằng là rất là đáng sợ đấy. Bởi vì đây không có sân và chỉ có cỏ mọc tùm. Giờ thì mình đang phải đi những cái bước chân ở cái khu vực cỏ này, nó mọc tốt như rừng vậy. Có lẽ là rất lâu rồi không có một người nào vào đây. Bức tường đã bị rêu phong rồi mọi người. Các bạn thấy đó, những cái bậc thang ở đây thì đã kín cỏ. Không hiểu tại sao ở đây người ta lại thiết kế một cái cửa như thế này. Đấy, mọi người thấy không? Một cái cửa gần như một cái nơi mà chăn thả gia súc. Và đúng là như vậy. Ở đây thì mình thấy rằng là có những cái đống phân bò, phân trâu tại đây. Cảm giác nó lạnh lẽo vô cùng mọi người ạ. Khi mà ngay từ cái khu vực ở ngoài của cổng này vào tới đây đã có cái cảm giác mà nó u ám, và cảm giác nó gần như rất lâu rồi không có bóng dáng một người nào đó ở đây. Trước kia có lẽ là nơi đây là một cái khu nhà nghỉ khách sạn, nhưng đã bị bỏ hoang rất lâu. Gió biển thấy rằng là có những cái ngôi nhà, những cái hotel được bỏ hoang, nhưng mà đây là một nơi hoang vắng nhất. Từ đây những cái cánh cửa đã được tháo này mọi người. Ở đằng sau này là một khu phi lao, rồi cỏ nó mọc rất là rậm rịt. Cảm giác như một cái khu rừng rậm nhiệt đới vậy mọi người. Wow, chỗ này thì những cái phần sơn rồi bức tường đã được thiết kế lại và vào áo mới ở cái khu vực cửa này. Có lẽ đã bỏ hoang rất lâu rồi. Đây là một cái khách sạn ma u ám nhất và hoang vắng nhất. Ngày hôm nay thì gió biển đi vào đây để chia sẻ để mọi người. Nó không biết là gió biển đang nghe thấy tiếng lách tách và không biết là gì. Hiện tại thì có những cái giọt nước nó lơi lách tách tí tách tại đây. Wow. Đấy, nếu như bạn nào mà yếu bóng vía, bạn nào mà yếu bóng vía tới đây thì thật sự cảm giác sợ. Bây giờ đang vào lúc gần 5 giờ chiều,
Nhưng mà khi mà nghe những tiếng lộp bộp của hạt mưa, giọt nước ở phía bên trên thì mình thấy rằng là cảm giác đây là một cái khách sạn ma, thật sự rất là lạnh lẽo. Đây mọi người này, không biết là khách sạn này được xây từ bao lâu nhưng mà cái kiến trúc của công trình này có lẽ là đã có gì đó nó chưa được hiện đại nên tất cả các mái ở phía trên này đã bị nứt nẻ và dột dột nước đây. Mọi người thấy này, ướt hết cả một cái khu sàn nhà này, xuống cấp nghiêm trọng. Mọi người thấy đó, những ngôi nhà mà không có người ở tạo ra một cái gì đó u ám, và kiến trúc xây dựng của công trình này đã bị ẩm mốc rồi dột nát ngay từ khi mà tới đây. Gió biển thấy được là nó là một trong những cái khách sạn ma đáng sợ nhất tại Quân Lâm. Giờ gió biển đang nghe thấy một tiếng chim đấy, mọi người thấy không? Và gió biển nghĩ rằng ở dưới này sẽ có rất là nhiều những cái loài rắn lang thang lai vãng ở đây, bởi vì ở đây nó quá là rộng. Giờ thì chúng ta sẽ lên trên khu vực tầng kia xem có cái gì đặc biệt nhá. Bây giờ còn sáng đấy, vào tối thì đi vào chỗ này chắc chắn sẽ sởn gai ốc, mình tin chắc là vậy. Tất cả cái nền ở chỗ này thì nó gần như kiểu nó bục rồi, nó được thiết kế bằng những cái vật liệu nó không chất lượng. Ô này, ở trên này cũng có cả những cái đống phân bò ngay cả ở trên cái khu vực cửa sổ đó. Và bây giờ thì gió biển đã lên tới cái cầu thang này rồi, tường được xây cũng khá là dày đấy mọi người. Trên này đây là một cái khách sạn hotel, về cái số phòng thì vẫn còn đây mọi người. Tất cả các cái lan can cầu thang đã được dỡ bỏ đi, không hiểu sao mà ở trên này phân bò lên cả trên này. Điều này rất là đặc biệt và không không biết rằng là người ta chăn bò hay như thế nào mà thả bò vẫn đưa cả bò lên trên tầng này. Vừa xong thì gió biển đi qua thấy đây là một trong những khách sạn bỏ hoang và hoang lâu đời nhất tại những cái khách sạn tại Quân Lâm, bởi vì từ ngoài thì cỏ mọc kín, không còn lối để vào nữa, không nhìn thấy sân của khách sạn đâu. Trên này thì đỡ ẩm mốc hơn, tại vì những cái cửa của khách sạn đã được tháo tháo giữ. Đó, ở ngoài này vẫn có một cái hành lang, mọi người có thể nhìn ra những cái khu rừng cây, cây keo rồi cây phi lao đấy mọi người. Nhìn chung là cũng khá là nhiều phòng. Và đây có một cái ghế, chắc hẳn là cái khách sạn này đã bị bỏ hoang rất lâu. Là khu nhà vệ sinh ấy mọi người, sợ thật. Nhiều lúc mình không sợ nhưng nếu như vào thời điểm khác tới đây thì thật sự đây là một cái khu khách sạn, nếu như cho các bạn nào ngủ ở đây vào ban đêm thì cũng rợn người đấy mọi người. Không chỉ ma nữ rồi ma trâu ma bò, rồi mưa nó tí tách cảm giác mình sợ hơn, nước tràn lênh láng ở đây rồi. Đó, tất cả cái cửa này đã được bít này, được xây và bít, mà không hiểu rằng là người ta đã bỏ hoang rồi mà lại còn tít vào làm gì. Hiện tại thì cái khu chống nóng, mái tôn chống nóng của bên này cũng đã được dỡ bỏ. Ở đây thì
nó đáng sợ bởi những cái cây nó tùm, rồi ở đây cũng hoang vắng từ trong ra ngoài. Cảm giác gió biển cũng thấy nó hoang lạnh. Từ dưới đã thấy là nó không được bình thường về cái gian nhà, rồi những cái phần mà để cho gia súc tại đây. Hôm nay gió biển vào đây để chia sẻ, khám phá, chia sẻ đến mọi người về hình ảnh một cái khách sạn hoang vắng nhất tại Quất Lâm của Giao Thủy. Hiện tại thì vẫn có cái phòng karaoke đây mọi người. Và video clip này thì gió biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sẽ có những cái ngôi nhà hoang hơn nữa nếu như gió biển gặp được, sẽ vào chia sẻ đến quý vị và các bạn. Hiện tại thì gió biển đã đi tới tầng 1 rồi. Nhìn lại tầng 1 thì mọi người thấy nó gần như một cái gì đó không phải của người ở và cũng không phải của trâu bò ở. Nó lộn xộn và nó hoang vắng, cỏ mọc tùm từ ngoài vào. Xin chào mọi người nhé, và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.